Vô mua màu vàng nhưng mà đỏ màu vàng hả, thường 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 ta màu vàng hả, đi sao, đi đi đi. Đây phố đêm này. Đức mẹ nè. Đây là đèn đua đơn. Tiếng Pháp á. Đói, có đói luôn kìa. Io no. Tengo il cervello touch. Phố đêm sát nhà thờ này cả nhà. Ở đây đo bán toàn là chuỗi với hình tượng. Mua màu xanh, ủa bây giờ màu xanh. Alleluia. Alleluia. Cả nhà bây giờ đi vô rước kiệu, rước kiệu lễ ban đêm. Bây giờ đang 9 giờ hả, 9 giờ mới rước kiệu, mà bây giờ 8 giờ 45 rồi mà đông người như thế này nè. Hồi trước dịch á thì cũng đông như vậy, mà bây giờ sau dịch rồi cũng không có thua gì. Đông rồi chưa? Ta bắt đầu người ta vô rai rai. Ave Maria. Tiếng chuông đó là Ave Maria con. Ừ. Bây giờ người ta đang tập hát rồi cả nhà. Đó. Giờ chưa tới 9 giờ nha. Mà đông như gì rồi đó. Dây này người ta giăng nè. Để coi một tí nữa. Cầm này, cái đó đổ cháy để cầm này. Ủa cái của mẹ ở đâu mà bật đèn nè. Sera à 21h. Durante l'apparizione di martedì 2 marzo del 1958, la signora chiese alla giovane Bernadette Soubirous di andare a dire ai sacerdoti che si venisse qui in processione e che si costruisse qui una cappella. Il 18 gennaio 1862, per bocca di Monsignor Laurence, vescovo di Tarbes, la Chiesa riconobbe solennemente l'autenticità delle apparizioni. Fu proprio la Vergine Maria, l'Immacolata Concezione, che qui apparve. Da allora
folle provenienti da tutto il mondo sono confluite in questo luogo santo. El 18 de enero de 1862, por medio de Monseñor Laurence, obispo de Tarbes, la Iglesia reconoció solemnemente la autenticidad de las apariciones. Era realmente la Virgen María, la Inmaculada Concepción, quien se había aparecido aquí. Desde entonces, multitudes de todo el mundo acuden a este lugar sagrado para responder a la invitación de nuestra Madre. Dans une foi commune, prions pour notre Saint-Père, le Pape François, ses intentions et les intentions de toute l'Église. Con una fe común, rezamos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por sus intenciones y las intenciones de toda la Iglesia. In una fede comune, preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Francesco, le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Ah, davvero, mudeli, vengono culasi per te venire,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Dios mi Salvador, canta la Virgen María. Secondo mistero gaudioso, la visitazione in terra. Thank you.
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lập bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ tâm tử. Amen. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Happy.
del Signore proclama la buona notizia. Vi annunzio una grande gioia. Oggi vi è nato un Salvatore, che è il Cristo Signore. Người đi nè, đông tấp nập luôn nè. Che non sa scendere lì, vi tondo la terra. നന്മനന്ദമാരി മേസ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nous soif ne nous vivons vrai, tu nous. Ah, nous soif ne sais, la terre qui nous quitte, nous. Thank you.
Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù al Tempio. Gesù disse ai suoi genitori: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Che la vita e famiglia sua termine con la presenza di Gesù, chi viene in sua per gli adolescenti affinché scoprano ciò che il Signore si aspetta da loro. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que busquemos a Dios con un corazón sincero. Kyrie eleison, Kyrie Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. Toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Gloria Patri et Filio. Et Spiritui Santo. The holy temple for your son in the virginal womb of the Blessed Mary. Grant that in faithfully safe his benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire.
C'est à vous que désormais cette mission est confiée. Portez le témoignage de ce que vous avez vu et vécu ici à Lourdes, à la messe de la nuit. Bon pèlerinage à tous. Santa Bernadette ha detto: non ho il compito di farvelo credere, ma di dirvelo. Questa missione è ora affidata a voi. Portatela. And for those who are not able to pray, go and spread peace and hope to the world. Bear testimony to your faith. Now I go to the grotto. You may also attend the Mass tonight. May God bless you and your pilgrimage. Santa Bernardita de Sia, estoy encargada de decirte, no de hacértelo creer. Esta misión es ahora tuya, que tienes que realizar. Đây là mới tang lễ là cả nhà tang lễ rước kiệu vừa xong. Anna đây là Anna. Lễ vừa xong. Dopo ieri sera ero stanca, sono andata in Italia. Đông ghê hả? Tại cách đây 5 năm hả? Cái đây 5 năm mình qua đây nha. Cái đây 5 năm á, mấy gia đình mình cũng đi qua đây nè mà cũng đông nhưng mà ít đông hơn bữa nay nè nha. Hôm nay hai mẹ con mình lên trên đây quay xuống nè.